Cái phiên ngày 13 tháng 4, thanh khoản 22.062 tỷ, tăng 21,95 điểm lên 1.477 điểm. VN30 tăng 18,19 điểm lên 1.525 điểm. Khối ngoại mua dòng hơn 1.485 tỷ, cả giao dịch khốc lệnh và giao dịch thỏa thuận. Họ mua rất là nhiều MVKG, GMD, này, GEC, này, VIX, này, NVL, KBC, FPT. Họ bán ra nhiều là VHM, DGC, HBG, KDH, VNM, HCM. À, hôm qua các bạn có xem video không? các bạn có xem video rất là hiếm khi tôi khuyến nghị công khai trên youtube và hôm qua tôi khuyến nghị rất là nhiều mã các bạn có thể tham gia bắt thứ nhất thị trường chung, đúng không? thị trường chung thì thường thường nó về những vùng hỗ trợ mạnh ít nhiều nó đã phải phản ứng đã, đúng không? ít nhiều nó đã phản ứng đã. thì hôm qua tôi có phân tích với mọi người là sẽ cho mọi người đánh tay cộng chứ không phải là đánh theo chung và dài hạn chung và dài hạn thì các bạn phải theo dõi thêm nhé mọi người nhé, các bạn phải theo dõi à thị trường chung nó khỏe hay không thì mình quyết định là mình đánh tay cộng hay là mình giữ dài hơn một chút Đúng không? hôm qua các bạn những cái mã như VND này, Nam Kim này, Dg này, những cái mã ma mang tính chất cơ bản tốt, hay BVS chẳng hạn, SELL thì nó mang tính chất đầu cơ hơn nhưng mà uh, nó cũng về những cái vùng hỗ trợ mạnh cho nên mình hoàn toàn có thể tham gia mình bắt đấy các bạn, tùy các bạn thích chọn những cổ phiếu nào. Đó. Hôm qua phân tích với mọi người là có rất là nhiều mã các bạn có thể tham gia bắt đáy, đúng không? Như Dg hôm nay có những giá gần sàn thì các bạn thao các bạn bắt thì về cuối phiên cũng biên lợi nhuận cũng khá là ổn, đúng không? VND cũng có tuyệt vời hơn VND thì nó đánh đúng theo cái bài của nó Đánh đúng theo cái bài của nó Rất là cơ bản Cổ phiếu cơ bản Về lấp gap xong rồi hồi phục Và hôm nay nó tăng trần luôn VND Đối với VNX mọi nhá Đối với VNX thì nó về nó test lại cái vùng vùng hỗ trợ đúng không? Thì để xem thị trường chung nó khỏe không Thì có phải theo dõi tầm 2 đến 3 phiên nữa Để xem nó khỏe không Kịch bản đẹp nhất nhá Kịch bản đẹp nhất của VND là VNX nó phải vượt qua vùng 1491 Nhá, vượt qua vùng 1491 trong vòng hai phiên tới. Nếu mà hai phiên tới mà không vượt qua và đứng ở trên vùng 1491 thì mình phải xem xét là mình sẽ đánh tên cộng chứ không là đánh dài một chút cũng không, không không, được. Đánh tên cộng thôi mọi người ạ. À. Có khả năng nó cứ đánh bò 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 xong rồi nó rơi một phát xuống thì cái nhịp này sẽ là nhịp rơi rất là sâu nhá mọi người nhá. À. Nếu mà để cái nhịp này mà nó rơi tiếp một đợt nữa thì nó sẽ không dừng ở cái vùng mà Tôi nghĩ là nó sẽ không vùng dừng ở cái vùng mà 1437 hay gì đó đâu mà nó sẽ xuống hẳn vùng 1000 379 mọi người nhé Cái vùng 1379 sẽ là vùng hỗ trợ rất là mạnh của thị trường sắp tới thì, thì thì, nếu mà nó rơi qua cái vùng mà 1420 Đấy là nếu mà nhịp này nó bò bò lên mà nó đánh theo kiểu úp bô phát nữa Đấy thì cái bản nó sẽ xuống cái hẳn cái vùng đấy cơ Thì rất là nguy hiểm mà nếu nó Lúc đấy nó sẽ giết tài khoản của mọi người rất là khủng khiếp Đấy thì hy vọng là thị trường sẽ tiếp tục đi lên Bởi vì trong cái quá trình của VN Index mọi người nhé Nó chưa trải qua cái yếu tố tăng thốc mọi người ạ chưa trải qua yếu tố tăng thốc cả bạn sang VN 2018 nó cũng tăng thốc bất cứ một chu kỳ hay là uh, siêu sóng của thị trường hay gì đó kể cả những cổ phiếu cơ bản lẫn thị trường chung thì nó cũng phải có cái nhịp nước rút thì thị trường mình tôi đánh giá là chưa có nhịp nước rút nào cả thì nó có thể là đang tích lũy đó có thể đang tích, đang tích lũy hy vọng là là nó tích lũy để nó đánh tiếp tục đánh lên vẫn là xu xu hướng gọi là sideways up sideways up còn nếu mà nó đánh bò bò mà nó úp như vậy thì tôi đánh giá hơi yếu thì lúc đấy cái vùng này sẽ là vùng kháng cự cực kỳ mạnh của thị trường phải đầu tư rất là khó khăn đấy mọi người ạ thì đối với vn30 nhá, vn30 thì vn30 thì uh, mẫu hình dòng tiền của nó đẹp hơn nhá vn30 thì mẫu hình dòng tiền của nó đẹp hơn thì cho nên là tôi tin tưởng là dòng tiền nó sẽ vào vn30 nhiều hơn thì những cái dòng như kiểu FPT hay mvcg tôi cũng cho kịch bản của mọi người rồi đúng không? kịch bản hôm qua xem video các bạn có thể thấy rất là hiếm khi tôi cho mọi người tham gia uh, bắt ở trên youtube này bởi vì tôi đa phần là tôi chỉ À, bạn uh, khuyến nghị cho các bạn điểm giữ hoặc là uh, mua lấy vị thế thôi nhưng mà nhiều cổ phiếu nó về những vùng giá đẹp hay là tạo mới tạo một đỉnh thì thường thường các bạn bắt sẽ tỷ lệ win rất là cao kể cả t cộng hay là nếu mà thị trường chung nó đẹp hơn thì thì um, tỷ lệ win của bạn sẽ rất là ok đấy nhá vn 30 này vn 30 này nó đang mẫu hình dòng tiền đang đánh rất là ổn này mà một vài phiên tới mà nó vẫn có cái dòng dẫn giai đoạn giai đoạn này dòng trụ giữ thị trường rất là tốt đúng không? giữ thị trường rất là tốt không có banh hay bất động sản giữ thì dòng trụ nó giữ rất là ổn nhưng mà hôm nay là thị trường tăng đồng đều từ bất động sản đúng không từ bất động sản bất động sản khu công nghiệp đúng không chứng khoán cũng tăng nói chung là đến 331 mã tăng, 17 mã tăng trần, dòng thủy sản vẫn là những điểm sáng của thị trường khi mà thị trường chỉnh mạnh thì nó cũng vẫn tăng điểm và khi mà thị trường tăng nó cũng tăng rất là tốt đúng không? dòng thủy sản tôi đánh giá là dòng này ví dụ ISM hay là VSC thì tôi nghĩ là uh, báo cáo tài chính quý 1 của nó sẽ rất là tuyệt vời đấy nhá dòng thủy sản và dòng hóa chất. Ok thị trường thế giới nha thị trường thế giới thì um, Dow Jones đang giảm 0,13% Nasdaq tăng 0,05% S&P 500 tăng à, giảm 0,1% Nikkei tăng 1,93% Tăng rất là tốt Hôm qua tăng Hôm nay tiếp tục tăng Sang 2 giảm 0,82 Hang Seng tăng 0,26 Cosby tăng 1,86% Tăng rất là tốt Thị trường châu Á hôm nay phục tốt Thị trường châu Âu vẫn đang diễn biến ở sắc đỏ mọi người nhé Ok đi sâu vào mất tích các mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra sao Và mọi người nhấn like nhé Like cho vui Thì hôm nay sẽ phân tích những cái mã hôm qua Mình khuyến nghị mọi người nào có thể tham gia bắt đáy đúng không? VND đầu tiên này Đẹp không? là tuyệt vời thì sáng nay tôi cũng có cho mọi người tham gia bắt ấy. thì uh, mọi người thì thường thường khi mà thị trường đỏ thì mọi người rất là hoảng loạn và mọi người sợ hãi và mọi người bởi vì là chưa có kinh nghiệm mà chưa có kinh nghiệm xử lý kể cả thị trường nó giảm đến 3 phiên vừa rồi đấy. hôm qua tôi có phân tích với mọi người về đúng không? hôm qua có phân tích với mọi người về VNX nếu mà hôm nay mà giảm tiếp thì nó sẽ chui ra khỏi bollinger thì thường thường khi mà Uh, thị trường mà chui qua qua khỏi Bollinger là đấy là những cái điểm mua mà, mọi người nhé. Đấy là những điểm mua mà và nó giảm đến ba phiên liên tiếp rồi. Nó sẽ nếu mà thêm phiên thứ tư thì hoàn toàn các bạn có thể tham gia các bạn bắt để mà đánh T cộng chứ. Đúng không? Hôm nay và nó có nó nhúng đầu phiên nó cũng nhúng đấy, đúng không? Đầu phiên nó nhúng xuống này cũng chui chui ra khỏi Bollinger thì các bạn hoàn toàn các bạn bắt ba phiên nó lấy đi của thị trường 70 điểm thì kiểu gì kiểu, kiểu kể cả năm 2018 khi nó rơi mạnh như vậy thì nó cũng phải có những nhịp hồi phục đan chứ không phải là nó rơi một mạch được bởi vì về những vùng hỗ trợ nó phải xử nó phản ứng là chuyện rất là bình thường nó như kiểu là khi mà các bạn vượt đỉnh ấy đúng không khi mà cổ phiếu vượt đỉnh cái gì nó cũng phải xử lý cản xong thì bắt đầu mới nó mới vượt thì ngược lại khi mà cổ phiếu rơi xuống những vùng hỗ trợ mạnh thì nó cũng phải phản ứng chứ không phải là nó đi luôn được đấy cho cái thời điểm đó nếu mà các bạn yêu thích những cái cổ phiếu nào mang tính chất cơ bản tốt thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể tham gia các bạn bắt đúng không? À, đánh tích cộng hay là đánh 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 dài hơn thì mình phải còn theo dõi xem thị trường chung nó có ổn hay không, đúng không? thị trường chung mà nó nó yếu thì mình phải cân nhắc là mình phải bán nó đi hoặc đánh tay cộng thôi AVND hôm qua phân tích kịch bản mọi người rất là kỹ đúng không? về lớp gáp này nó có mở cái gáp này thì thường thường phải uh, khi một cổ phiếu cơ bản nhá, mang tính chất cơ bản tốt và mở gáp thì đến 80 đến 90 phần trăm 80 đến 90 phần trăm nó sẽ về lớp gáp còn cái vấn đề sớm hay muộn nó sẽ lấp thôi như kiểu thị trường chung nhá thị trường chung nó thường thường nó khi mà uh, thị trường chung hay những cổ phiếu mang tính chất cơ bản như kiểu HBG hay Techcombank hay những cổ phiếu VN50 VN50 hay những cổ phiếu tốt bên sàn HNX thì những cổ phiếu cơ bản thường thường khi mở gáp và VNX hay là HNX thường thường mở gáp thì nó sẽ có những nhịp quay trở lại lấp gáp đây các bạn xem này nó VNX ngày 31 tháng 12 là nó khi nó mở gáp xong rồi nó tích lũy thường có những cái có những lúc mà thị trường nó sẽ tăng trong một giai đoạn khoảng tầm 1 đến 2 tháng xong rồi nó mới quay trở lại lấp gáp cơ chứ không phải là lấp luôn đâu nhưng mà nhịp này là lấp luôn này thường thường nó sẽ quay trở lại lấp luôn này lấp luôn này Đấy, lấp luôn gáp nhá, Đấy, mở gáp là lấp hết mà. đây nhịp này mở mở gáp này mở gáp nhỏ, đây nhịp này rõ nhất này, mở gáp xong rồi nó tăng lên, xong rồi nó lấp luôn gáp. thị trường chung hay là những cổ phiếu mang tính chất cơ bản nữa thì thường thường nó hay có xu hướng lấp gáp đó mọi người. À, VND nhé mọi người nhé, phân tích VND những cái cổ phiếu hôm qua có cho mọi người tham gia bắt để VND này. Để về lấp gáp xong, đúng không? hôm nay tăng dần luôn. Rất là tuyệt vời thì tất nhiên hàng về t cộng ba nó không cho mọi người ăn đến quá mạnh đâu bởi vì kháng cự rất là mạnh của con vnd sẽ là quanh cái vùng bà 37 kháng cự rất là mạnh của nó thì vùng 37 thì hy vọng là thì bắt từ vùng lấp gáp đến bây giờ là các bạn có hơn chục phần trăm rồi nó hơn chục phần trăm rồi, rất là tuyệt vời nó lấp gáp rồi nó cuối phiên nó tăng trần luôn Đấy. <laughs> mẫu hình dòng tiền thì đang là tốt để xem là thị trường chung nó ổn hay không thì thì mình mới quyết định là mình nắm giữ chung và dài hạn không hoặc là các bạn yêu thích con VND thì chẳng hạn hay là những nhà đầu tư mà người ta đầu tư chung và dài hạn đó. người ta tuyệt đối người ta không bán VND đây VND này đâu bởi vì nó không vi phạm những yếu tố như kiểu chen 6 tháng, chen 12 tháng hay chen 36 tháng thì, thì đều nó không vi phạm hết mọi người ạ. Nó đang con VND đang xu hướng up chen mạnh, up chen cho chung và dài hạn, thậm chí ngắn hạn vẫn đang up đúng không? Cho nên người ta cầm rất là ok đấy nhưng nhà đầu tư lâu năm người ta sẽ không bán những cổ phiếu này đâu. Thường khi mà những cái cổ phiếu khỏe của thị trường á thì khi mà thị trường chung đau chen á, khi thị trường chung đau chen thì người ta mới lôi ra người ta bán thôi. À, người ta sẽ giảm bớt tỷ trọng xuống xong rồi khi mà à, những cổ phiếu đó về những vùng hỗ trợ hay là thị trường chung về vùng hỗ trợ bắt đầu đánh lên một cái sóng mới đấy thì bắt đầu là người ta lại mua lại những cái cổ phiếu như vậy mang tính chất cơ bản tốt. Nhưng mà HBG hay là FBT hay là Techcombank hay là VND, SSI đều vậy. Nhưng mà dòng cổ phiếu chứng khoán là những cái dòng chu kỳ mọi người nhé những cái dòng này dòng chu kỳ nó đi theo thị, thị trường rất là sát khi mà thị trường uptrend hay là thị trường vẫn còn ổn ấy, ổn định thì nó là những cái dòng mà nó hưởng lợi thứ nhất là từ cái mức thanh khoản thứ hai là lượng nhà đầu tư sử dụng rồi uh, rất là nhiều yếu tố nó hưởng lợi đặc biệt nó có những cái cái người mà các bạn hay nói gọi là người hưởng tiền sái ấy, tiền chiếu ấy, đấy kiểu như vậy đấy các ông cứ các ông cứ dây giao dịch xong rồi nó cho vay margin các thứ ấy. nó là những cái người hưởng lợi và khi mà cái mức thanh khoản của thị trường vẫn còn tốt, nhà đầu tư vẫn chưa có uh, biểu hiện mà thoát ra quá nhiều thì nó vẫn là những cái dòng mà hưởng lợi của thị trường. Báo cáo tài chính quý 1 của nó sẽ vẫn là rất là tốt mọi người nhé. Như cổ VND A, A, thì tôi nghĩ đánh giá báo cáo tài chính của nó sẽ rất là tốt. Đấy thì VND, quay trở lại VND thì nó tăng được Trần oh, Xem hàng VT3 như thế nào. Đấy bắt thì điểm đắt này hôm nay sẽ là ok rồi vì về nó lấp gáp mà. Đúng là Đúng điểm bắt. Thì hôm qua tôi có phân tích về mấy mã thì tôi nhìn thấy nó ổn ổn nó về những vùng hỗ trợ mạnh thì có khuyến nghị mọi người công khai trên YouTube này, Nam Kim này. Nam Kim nó về vùng hỗ trợ mạnh này, về những vùng hỗ trợ mạnh này. cả tháng này tôi cũng có khuyến nghị mọi người mã nào mấy đâu. Ở trong nhóm thì cũng chỉ có khuyến nghị mọi người hai mã đó là CCI và SSI ấy, đúng không? SSI thì SSI lại uhm, khá là nhiều đúng không? Đánh VT ba 3 T 4 là lại khá nhiều 7 8% giai đoạn khó khăn đánh như vậy thôi. Còn ví dụ CII thì về tôi có ba là sút luôn thì lỗ mất 2 3%. Có những cái lúc thị trường nó đẹp lắm mọi người, thị trường đẹp như năm 2020 hay 2021 chẳng hạn. Các bạn đánh lãi rất là nhiều, lãi rất là nhiều có những mã mà chỉ cần đánh tê cộng thôi như VND chẳng hạn trong nhóm đánh tê cộng thôi. Đánh, đấy là gọi đánh đánh tê cộng cộng nhá. Các bạn mà không chịu được là các bạn đánh tê cộng mà còn lãi đến hơn 30% trong đánh tê cộng 3 luôn. VND cái hồi mà VND vẫn còn bên sàn sàn HLX ở năm 2021 đấy mọi người. Đấy, San sàn HNX mà cái đợt mà sàn HOSE đó nén nghẹn VND và một số cổ phiếu nó chuyển sang sàn HNX ấy. thì VND cái giai đoạn đó mà đầu tư đánh t cộng ba thôi mà lời đến hơn 30% các bạn trong nhóm rất là nhiều kỷ niệm đó thì khi mà thị trường chung nó khó khăn rồi thì mình phải khi mà đợi đợi khi thị trường chung tiếp tục nó ổn định những cổ phiếu nó trở về trạng thái cân bằng chẳng hạn thì các bạn có thể tham gia các bạn đầu tư thì tôi đánh giá nếu mà trong tương lai hay là trong những cái chu kỳ tới thì tôi đánh giá dòng đầu tư công là những cái dòng mà hoàn toàn nó có thể là đem lại biên lợi nhuận lớn cho mọi người đấy thì khi mà nó đạt được điểm mua tôi sẽ khuyến nghị mọi người nhé còn chưa đạt điểm mua thì những cái cổ phiếu nó khỏe nhất thì mình cho vào danh sách chú ý đã đấy nam kim này nam kim về vùng hỗ trợ là các bạn có thể tham gia các bạn bắt này. sáng nay nó cũng giảm rất là sâu về vùng 40 20 hoàng về đúng là vùng hỗ trợ cứng là phải rút chân lên luôn này có một cái phiên test cung khá là ổn mà con này kháng cự dày như này thì tôi nghĩ mọi người cũng nên tranh thủ đánh tay cộng thôi mọi người nhé. À, Dg, Dg cũng vậy này. Dg hôm nay còn giảm gần sàn cơ mà, Đó, giảm gần sàn cơ mà. cái lúc mà mọi người đang hoảng loạn vào uh, đang hoảng loạn buổi sáng đấy, đúng không? và bắt đầu là cho mọi người tham gia một chút con Dg Bắt gần sàn, sàn. nó về những vùng hỗ trợ này thì thường thường nếu mà nó tiếp tục một chu kỳ mới của nó, thì nó sẽ phải tạo cái mẫu hình mà đáy sau cao đáy trước và hôm nay nếu mà giảm thì nó sẽ về đúng cái điểm mua đúng không? về đúng cái điểm mua về đúng vùng hỗ trợ này thường thường nó sẽ phản ứng Còn ông có đi tiếp thì ông cũng phải bò 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 lên một vài phiên xong bắt đầu ông mới đi tiếp cơ thì bò xem thì tình, tình hình con này như nào thì tôi sẽ khuyến nghị mọi người điểm bán cho mọi người nhé nếu nếu khỏe thì có thể tiếp tục làm giữ còn không nếu mà yếu yếu thì mình đánh đây cộng thôi đúng không? đánh đây cộng thôi điểm mua tầm vùng gần sàn hôm nay tôi đánh giá là ổn đấy dg này đúng không? bvs này rất là nhiều cổ phiếu đều, đều bắt được. hôm nay làm đỏ đấy cũng kết phiên tăng 3,1% dòng dầu khí tôi đánh giá năm nay nó sẽ vẫn còn một cái nhịp nữa mọi người nhé tôi đánh giá vẫn còn một nhịp nữa quan trọng là cái điểm mua thì thì đấy ví dụ hôm nay là các bạn mà nó về chiếc chiết khấu khá là sâu rồi thì hoàn toàn các bạn có thể tham gia các bạn mua còn nếu mà các bạn muốn mua để mà đánh mà chắc mà cảm giác là về cộng ba hay đánh trung hạn nó ok hơn nữa thì các bạn phải đợi nhá các bạn phải đợi đánh cái kiểu chắc nữa, thì phải các bạn phải đợi và đánh nhiều tiền thì các bạn phải đợi chứ không phải các bạn mua linh tinh được đấy đánh nhiều tiền thì mình phải chọn những cái lúc mà thời điểm cổ phiếu nó ổn ổn một chút thì mình mới mua chứ còn nếu mà uh, đánh nhiều tiền mà mình cứ mua linh tinh là rất là nguy hiểm nhá rất là nguy hiểm thị trường bây giờ tôi đánh giá nó chỉ là uh, chưa biết là nó sẽ là đi lên luôn hay là nó chỉ là nhịp sóng hồi kỹ thuật thôi cho nên mình không thể mạo hiểm mà mình dồn nhiều tiền vào được đến những cái mã ở trên này thì tôi có phân tích mọi người cho mọi người mua nhưng mà tỷ trọng tài khoản của bạn tham gia giai đoạn này tôi đánh giá chỉ khoảng tầm các bạn dành khoảng tầm 20 đến 30% tài khoản Để các bạn tham gia những cổ phiếu mà tôi khuyến nghị thôi. Bạn nào thích cổ phiếu nào thì các bạn mua, đúng không? Chứ không có khuyến nghị mọi người là dùng hết tài sản hay là dùng hết margin, full margin các bạn đầu tư rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm bởi vì là bây giờ chưa xác nhận là thị trường chung là là là, là bây giờ tiếp tục đi lên sẽ xu hướng xoay quay up hay là nó chỉ có những cái phiên gọi là hôm nay nhiều bạn <laughs> chia sẻ trong nhóm đó là cái gì? Gọi là gì? <laughs> có những cái người sắp uh, sắp chết ấy, người ta nói cái gì hôm nay có một cái bạn nói rất là buồn cười. À hồi quan phản chiếu đấy. hồi quan phản chiếu. Uh, nghĩa là nó chỉ có một viên gọi là ngọn đèn uh, uh, bùng sáng xong bắt đầu vụt tắt bắt đấy, bùng sáng xong vụt tắt đấy. À, hồi quan phản chiếu rất là buồn cười. Lấy ví dụ buồn cười. Đấy thì nhá, dòng dầu khí tôi nghĩ năm nay vẫn còn một cái nhịp nữa. À, với một nhịp nữa và tôi đánh giá nhịp này cũng khá là mạnh thì các bạn đợi khi mà nó đạt được những cái yếu tố mẫu hình dòng tiền thì tôi sẽ khuyến nghị mọi người đánh chính hoặc đánh to những cái cổ phiếu đó khi mà thị trường khó khăn thì mình chỉ bắt tỷ trọng vừa phải thôi đúng không khi mà thị trường chung nó tốt hay là những cái mẫu hình dòng tiền nó tạo đáy xong đáy một đáy hai đáy ba đẹp rồi mẫu hình dòng tiền nó ổn rồi dòng tiền lớn xác nhận dòng tiền thông minh xác nhận quay trở lại rồi thì lúc ấy mình mua chứ tại gì mình mình đi cứ tham gia bắt giao rơi quá nhiều làm cái gì nhá không việc gì phải vội đâu đây sell nữa này rồi, này cũng tham gia nếu sáng nay bắt là cũng rất là ổn này, cũng kết phiên tăng 4,63%. Hôm nay rất là nhiều cổ phiếu, <laughs> hôm qua đa phần này, những cái mã mà tôi khuyến nghị mọi người là hôm nay đều hồi hết. Đẹp nhất là VND đúng không? VND đó đẹp quá, về đúng VN lốc gap này, đúng về lốc gap này thì nó về phiên kết phiên tăng trần luôn. Ông này ngày mai mà ông đứng ở trên cái vùng mà 36 thì còn tuyệt vời nữa, đúng không? Ông kết phiên ở vùng 36 thì um, quá quá tuyệt vời luôn ngày mai mà nó đánh được xong rồi kết phiên ở 36 thì có thể nó tích lũy quanh cái vùng 36 vài phiên rồi nó tiếp tục tăng tiếp đấy. Có thể hàng về thì hàng VT cũng ba nó cho mọi người ăn to luôn. Nhưng mà trường kịch bản đó thì có thể là cái bản đó có thể là, nếu mà như vậy thì thị trường thị trường sẽ là Saigon up, sign up mọi người nhá. Và cái kịch bản đẹp nhất của thị trường đó là nó đánh trên cái vùng mà trên cái vùng mà 1491 đấy, nó đánh tầm 2 3 phiên tới là vượt qua vùng 14 1491 và nó đứng ở trên đó. Xong rồi tích lũy, không? Oh, thế bắt đầu lại một cái chu kỳ mới. Của, của, của thị trường chung như thế là ổn nhất nhá thì ổn nhất ok hôm qua còn phân tích rất là nhiều mã nữa nhiều. Ừ. đúng không rất là nhiều mã ví dụ đây g đấy DG đấy DG hôm qua có phân tích với mọi người là nhiều khả năng là hôm nay là cái điểm mà mọi người có thể tham gia các bạn bắt tích cộng thì sáng đó cũng giảm gần sàn ông ấy cuối phiên tăng trần cứng luôn đó, thì có ông này thì là những cái cổ phiếu mang tính chất cơ bản tốt thì nó về những vùng hỗ trợ cứng thì thường thường nó sẽ phản ứng mọi người nhá Đấy, những cái cổ phiếu cơ bản như kiểu DG này, SSC này, uh, DG này, đấy những cái VND thì nó đánh thường thường những cổ phiếu cơ bản nó đánh rất là bài bản, bà. gặp kháng cự là nó phải phản ứng, gặp hỗ trợ nó cũng phải phản ứng. Đấy, khi mà lên cái vùng đỉnh uh, đỉnh 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 lịch sử của nó hay hay gì đó thì thường thường những cổ phiếu cơ bản hay VNX nói chung luôn thì thì nó sẽ phải phản ứng mọi người sẽ phải phản ứng chứ không phải nó đánh theo kiểu mà cứ gãy nền lung tung như kiểu hàng lái như kiểu FLC, Rốt hay là những cổ phiếu mà mang tính chất lái quá mạnh như kiểu FLC, ROT, HQC, này, QCG rất là nhiều cổ phiếu mang tính chất đầu cơ cao thì nó trả tuân theo một cái quy luật gì mấy thì gặp vùng kháng cự có thể nó xử lý một phiên thôi nó chỉ phản ứng một phiên thôi có khi tăng trần luôn xong rồi vứt bất, bất đỉnh luôn hỗ trợ thì nó chỉ giảm xuống một phiên xong rồi nó hồi lên nó nhỏ một phiên xong rồi hôm sau lại tiếp tục thủng luôn Nên như kiểu như như, như mã FLC nhé tôi ví, ví dụ FLC thôi đấy mang tính chất đầu, đầu cơ cao mà đấy vì nó về với những cái vùng mà hỗ trợ rất là mạnh của nó như là vùng giá 10 như là vùng hỗ trợ tâm lý của cổ phiếu nó về vùng vùng, vùng hỗ trợ vùng giá 10 mà nó, nó phản ứng có đúng một phiên thôi đúng không hình như nó đây à không không nó cũng nó cũng phản ứng khá là mạnh phản ứng hai phiên xong nó rơi tiếp rất là mạnh đúng không đấy nó về đây là phiên ngày à, mùng, mùng, mùng 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 1 tháng 4 này, đúng mùng 1 tháng 4 nó về cái quanh cái vùng mà 12 năm đấy thì cũng gọi là cái vùng nền hỗ trợ tâm lý rất là mạnh của con FLC nghĩa là vùng về mạnh của nó ngay trước thì nó về nó cũng phản ứng được hai phiên nó hai phiên xong bắt đầu nó rơi một mạch xuống luôn. nó rơi một mạch không? đấy là những ông mang tính chất đầu cơ và nó thủng hết cả những cái vùng hỗ trợ mạnh ấy. những cái vùng hỗ trợ mạnh thì chả có ý nghĩa gì cả lại cả một cái giải dài như này mà ông phản ứng có một hai phiên nó bắt đầu ông rơi luôn đấy là những vùng vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu mà nó rơi như này như kiểu VND hay là những cái cổ phiếu khác ấy, thì nó còn phải xử lý linh sinh con suốt thị trường chung đấy cái vùng 1200 nó còn phản ứng bao nhiêu lần nó mới vượt được qua vùng 1200 thì có vẻ một phát là vượt qua vùng 1200 đâu. Nó còn phải lình uh, linh sinh cũng phải tích lũy trên đấy còn chán nó mới đồng ý vượt qua. Đấy, và dòng tiền các thứ rất là lớn mới vượt qua. Đấy, những cổ phiếu mang tính đầu cơ thì nó cứ thủng mãi, nó cứ lình xình nó, nó 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 hồi được một hai phiên nó bắt đầu là rơi một mạch luôn, thủng hết cả vùng hỗ trợ mà thủng là thủng luôn, thủng là rơi một mạch xuống luôn, đấy, thủng phải là rơi ba bốn phiên một này, một đúng không? một hai ba bốn đến tận ngày hôm nay bắt đầu nó có cái nhịp bắt đáy trở lại Đấy, về bây giờ giá thấp nhất hôm nay là tám bốn một tám bốn thì có thể là con flc này thì tất nhiên là một trong những cổ phiếu mang tính chất đầu cơ mà nhiều nhà đầu tư rất là thích Đấy, họ flc là một trong những họ mà nhà đầu tư rất là thích nhưng mà khi mà vấn đề mà theo quan điểm cá nhân của tôi nhé khi mà công ty hay là doanh nghiệp nó có những cái lùm xùm nó quá lớn rồi nhiều chủ tịch còn bị bắt các thứ hay là dính líu hình sự lớn như vậy rồi thì tốt nhất mình chưa dây vào một thời gian khi mà nó đợi cho nó uh, dung dũ tích lũy xong xuôi đi cho cho nó phản ứng hết tất cả các tin xấu của nó đi Nó bắt đầu mình sẽ tham gia Còn bây giờ mình bắt thì tôi đánh giá vẫn là bắt rau rơi Tất nhiên cái yếu tố mà FLC mà bắt ngày hôm nay thì tôi nghĩ có thể là tỷ lệ Win cao nhưng mà um, nếu mà các bạn muốn bắt um, FLC thì dòng FLC hay dòng của dòng của của của, của, của họ của, của họ của nó thì bạn nên chọn cái con ART hay là con KLF hai con đấy thì mang tính chất cơ bản tôi đánh giá tốt hơn hay là con AMD AMD thì nó là cái khoáng sản mọi người nhé nó là khoáng sản nó là đá đấy nhá nó là đá đấy tuy là báo có tài chính của nó không được đẹp cho lắm đâu nhưng mà nó mang tính chất cơ bản hơn và nó cũng ít nhiều hưởng lợi về đầu tư công nhưng mà như cái ông này thì nó cũng nói là tốt hơn thôi nhưng mà nó vẫn theo dòng Như kiểu AMD hay là KLF này KLF là ít nhiều nó tăng hôm nay tăng trần luôn nó về giảm đỏ giảm gần xa nó cuối phiên tăng trần luôn thì nó là những cái cổ phiếu mang tính chất cơ bản hơn thì thì nó nó sẽ hồi phục nó tốt hơn như ông FLC ông Rốt nhá Rốt thì hay là FLC thì nó đang những cái dính công ty thì nó đang dính lùm xùm nhiều như vậy rồi thì mình tôi hạn chế và rồi, rồi tích lũy xong rồi mình tham gia đấy đấy là nếu các bạn thích nhá cái họ của này thì những cái họ này thì giai đoạn này thì tôi sẽ không tham gia thành thật với mọi người sẽ không tham gia tôi thì thích khi một cổ phiếu nó tích lũy ổn ổn Thì mình bắt đầu khuyến nghị mọi người tham gia ví dụ như cậu ART, KLF chẳng hạn tôi cho mọi người kịch bản của ART các bạn xem video ngày mùng 1 tháng 4 tôi phân tích với mọi người là kịch bản của ART là lý mà ai kẹt nữa, thì cái vùng kháng cự rất là mạnh của nó vùng mà 10 30 cho nên khi mà nó hồi được hai phiên là các bạn tranh thủ các bạn phải bán ngay không bán là là, là, lại kẹt nó phải giảm tiếp đấy thì đúng là kịch bản của những cái cổ phiếu mà đã bị gãy thì đường thường nó hồi lên nó phải giảm tiếp ngay Đấy, rất là nguy hiểm khi mà các bạn đầu tư những cái dòng mang tính chất đầu cơ đầu cơ các bạn phải có kinh nghiệm nhé đầu cơ là các bạn muốn mua những cổ phiếu đầu cơ các bạn phải có kinh nghiệm mà trải nghiệm trên thị trường một thời gian mà chọn điểm mua thật là tốt thì các bạn mới tham gia cổ phiếu đầu cơ được nhé chứ cho là tích lũy dung dung ổn ổn đi xong bắt đầu nó phản ứng hết hết với cả những tin xấu đi đã thì lúc đó mình tham gia mình bắt sau nhá còn bây giờ mình tham gia đầu cơ cũng khá là nguy hiểm tất nhiên cái vùng giá như bây giờ ấy nhá cái vùng giá như bây giờ tôi đánh giá nếu mà xét về yếu tố chung và dài hạn ấy, thì đầu tư ví dụ như KLF hay ART các bạn bắt sáng nay chẳng hạn thì tỷ lệ win của bạn sẽ rất là cao. Đây như KLF chẳng hạn ví dụ các bạn bắt cái cái điểm ngày hôm nay là điểm giá 440 đúng không? Điểm giá 440 thì cái tôi nghĩ đánh giá là tỷ lệ win của các bạn sẽ rất là cao đấy. Bởi vì những cái cổ phiếu này mang tính chất cơ bản còn con KLF là cũng dòng, dòng du lịch mà Dòng du lịch thì hôm qua tôi có phân tích với mọi người có những cái mã như DAH đúng không? DAH là những cái cổ phiếu mà các bạn có thể quan tâm các bạn tham gia các bạn bắt thì hôm nay nếu mà các bạn tham gia các bạn bắt ở vùng nền này thì về, tê, về cuối phiên chiều thì các bạn cũng có cái lợi nhuận tốt Đấy những cái cổ phiếu là những cái lúc mà các bạn theo dõi này những cái cổ phiếu này là cho và lít theo dõi để mà nó bắt đầu mà khi mà thị trường chung nó ổn định trở lại thì các bạn đây những cổ phiếu mà nó lên trên vùng này xử lý cản xong là các bạn có thể tham gia các bạn mua đúng không? tham gia mua Bởi vì du lịch thì tôi nghĩ nó cũng sẽ hồi phục rất là tốt đấy nhá du lịch hồi phục rất là tốt thì du lịch hồi phục thì mình các bạn mình chọn ra những cái cổ phiếu mang tính chất mà dòng tiền vào mô hình nó tốt nhất thì mình tham gia thôi ok những fpt này chẳng hạn đúng fpt hôm qua phân tích của mọi người mới tạo một đỉnh thôi đúng mới tạo một đỉnh cái nhịp sẽ có cái nhịp thứ hai kiểu gì sẽ có nhịp thứ hai thôi hôm nay tăng 4,83% và nó sẽ còn phải lình xình còn chán khi mà có cái nến đảo chiều này thì nó phải xử lý vùng đảo chiều này lâu đấy mọi người có thể ngày mai nó có thể là điều chỉnh một 2 là chuyện bình thường đúng còn khỏe hơn thì thì, thì tôi nghĩ là con FPT này sớm muộn thì nó có target của tầm 120. Nó khỏe hơn thì 125, 130 nhưng mà tôi nghĩ là 120 là phù hợp. Để các bạn mà chốt trong trong trung hạn đúng không? Trong chốt trong trung hạn thì cái vùng tạo đáy đây. Tạo đáy thì tôi cũng khuyên nghị mọi người là FPT thì trong trong năm nay sẽ có giá 120 thôi. <laughs> bây giờ nó đang một ở vùng 115 rồi đúng không? Hôm vừa rồi có lên tận 116 90. Gần đạt cái target mà tôi đưa ra cho mọi người trong năm luôn đấy. Thì gọi target năm đấy khi mà cái vùng này thì nhiều bạn hỏi là em anh ơi em có đánh chung và dài hạn được không thì tôi có khuyến nghị mọi người là FPT các bạn có thể hoàn toàn, toàn, toàn các bạn có thể tham gia trong năm nay kiểu gì giá cũng có 120 thì nó đánh tôi không nghĩ nó đánh sốc như vậy tôi nghĩ nó sẽ bò bò dần thôi lên lên vùng 120 thì không ngờ, ngờ là nó đánh mạnh luôn đánh mạnh luôn rất là khỏe nó MVKG thì cũng vậy đều những cái cổ phiếu rất là tốt của thị trường đánh cho chung và dài hạn ổn nó những cái cổ phiếu như này kể cả khi điều chỉnh nó cũng biên biên độ điều chỉnh của nó khoảng tầm 20 đến 30 phần trăm thôi xong bắt đầu là nó lại tiếp tục một cái chu kỳ mới đấy FPT hay MVG đấy, những cổ phiếu cơ mang tính chất cơ bản tốt mà nó sẽ là những cái cổ phiếu mà đi cùng thị trường ấy. nó đi cùng thị trường uh, trong một thời gian rất là dài và là những cái cổ phiếu trụ của thị trường sẽ càng ngày càng đi lên như kiểu những cổ phiếu như kiểu Apple hay là Coca-Cola hay là những cái cổ phiếu rất là nổi tiếng của thị trường thế giới ấy. nó cứ đi theo và nó tăng trưởng bền vững thôi nó tăng trưởng bền vững Tất nhiên có những cổ phiếu như kiểu là Coca-Cola thì nó sẽ trứng lại. Đấy, nhưng còn thị trường thế giới có rất là nhiều cổ phiếu nó tăng rất là mạnh mẽ như Tesla chẳng hạn, đúng không? Những cổ phiếu đấy nó tăng rất là mạnh mẽ. Đấy. OK, à, quay trở lại phân tích từng mã ngành đi, từng mã ngành đấy những cổ phiếu hôm qua tôi phân tích mọi người có thể tham gia các bạn mua. Uhm. Phân tích dòng mà bất động sản đi nhé, bất động sản đi. Dg g phân tích rồi đúng không? g phân tích rồi. DG cũng phân tích rồi. DG thì thì, thì tôi nghĩ là hàng về T cộng 3 nó không nếu mà các bạn đánh T cộng cũng được hoặc là các bạn cầm dài dài một chút thì phải theo dõi thêm, đúng không? theo dõi thêm nhìn về thị trường chung nhé. Bây giờ là mình phải nhìn vào thị trường chung chứ mình không nhìn vào cổ phiếu đâu. Về thị trường chung nó đang ở cái giai đoạn rủi ro. Nếu mà thị trường chung nó thoát cái giai đoạn rủi ro thì mình bắt đầu mình bắt đầu mình nhìn vào cổ phiếu, đúng không? Nhìn vào cổ phiếu thị trường chung nó phải thoát cái giai đoạn mà rủi ro và có xu hướng đau chen để mình thoát bao giờ cái giai đoạn mà khi mà thị trường chung mà nó đang ở cái vùng mà tích lũy nó cứ đi ngang thì cho rất là nhiều nhà đầu tư nhiều nhà đầu tư cả kể cả chuyên nghiệp hay là uh, chuyên nghiệp hay làm những nhà đầu tư lâu năm thì chỉ mong thị trường nó cứ đi ngang thôi để những cổ phiếu khỏe hơn thị trường hưởng lợi của thị trường là những cái cổ phiếu nó đi lên đấy uh, những cái cổ phiếu nào suy yếu hay là không hưởng lợi thì nó sẽ giảm điểm đấy. thị trường đi ngang thì nó phân hóa rất là mạnh mọi người thị trường đi ngang rất là phân hóa rất là mạnh như giai đoạn năm ngoái khi mà thị trường nó cứ lình đình nó đi ngang thôi nhưng mà cổ phiếu dòng bất động sản nó tăng ầm 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 đúng không cứ tăng trần 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 liên tục Đấy, dòng bất động sản năm ngoái có những cổ phiếu mà tăng mai vài, vài trăm phần trăm tăng cả nghìn phần trăm Đấy, như sell dg chẳng hạn thì thị trường đi ngang là thị trường mà phân hóa rất là tốt đây DG này bắt nếu bắt bắt sàn này thì tôi nghĩ tỷ lệ quy cũng cao đúng không? tỷ lệ quy cũng cao đúng đấy, đấy thì tôi cho vào cái danh danh mục gọi là đầu tư dài hạn, đầu tư theo năm, dài hạn là tính theo kiểu năm luôn đấy chứ không phải là mình ấy đâu thì các bạn trong nhóm với các bạn mới biết cái danh mục của tôi. Tôi cái những cổ phiếu đó thì tôi không có phân tích ở trên này. Đấy, danh mục thì thỉnh thoảng như năm ngoái tôi có đánh mẫu với các bạn là như FLC hay là HAG uh, hay là những cái cổ phiếu đầu cơ tôi đánh mẫu cho các bạn, danh hẳn tiền tỷ cho đánh mẫu cho các bạn là tỷ lệ win như nào đúng không? Những cái cổ phiếu đầu cơ mà khi nó vào cái nhịp của nó đánh khiếp lắm mọi người Đúng không? Đúng không? các bạn mà đánh lâu thì các bạn sẽ biết là những khi mà cổ phiếu đầu cơ vào cái nhịp của nó đánh Cho nên tôi sẵn sàng tôi đánh mẫu cho các bạn luôn, đánh công khai tài khoản luôn. Nó công khai cái tài khoản tiền tỷ ấy. Các bạn uh, lên trên YouTube hay trên TikTok tôi cũng có đăng ấy. đó. nhé à, nhá, DG thì xem hàng VT3 nha. Điểm mua sẽ là hôm nay rồi, ngày mai thôi nhá. Yeah. Ngày mai thôi đi. Còn này đẹp nhất thì ngày mai nó sẽ đánh được trên cái vùng mà 41 thì đẹp. Ngày mai nó đánh ở trên vùng 41 và đứng ở trên vùng 41 xong rồi bắt đầu tích lũy quanh cái vùng mà 40 41 ấy thì là nó sẽ đi lên một cái chu kỳ mới à, tích lũy ít nhiều là ông này thuộc vào dạng kênh trên của dòng bất động sản rồi nhưng mà ông bị gãy mất cái vùng hai cái vùng nền xu hướng cho 6 và 12 tháng vẫn là xu hướng uptrend mọi người nhé xu hướng tại kịch bản DG vt thứ ba hôm nay thì bắt gọi là bắt vui thôi vì mình chưa xác định rõ là thị trường chung nó có ổn hay không nó thị trường ngung chung nó hồi kỹ thuật nó, nó, nó lại lọp giòn nó bò một hai phiên lọp giòn mà quanh tham chiều cũng, xong rồi vào phiên thứ sáu nó úp bô thì đau đầu lắm mọi người. thứ sáu hoặc là thứ hai tuần sau nó úp bô thì rất là đau đầu nha cho nên là mình phải cẩn trọng giai đoạn này mình không nên ham mọi người không nên ham đâu nhá không không ham đâu thị trường tăng thì thích thật đấy nhưng mà thôi nhá bây giờ mình cứ cho những cái cổ phiếu khỏe hơn cho vào cái theo dõi đi rồi bao giờ đạt được cái mẫu hình dòng tiền mà đủ ổn ổn thị trường chung tốt nữa Bắt đầu mình lụ lấy Mình tham gia chứ SAC tăng 3,17% Tốt ừ, Có thể tiếp tục nắm giữ thêm Bạn nào đang cầm cổ phiếu này Thì có thể nắm giữ thêm DG cũng vậy Nắm giữ đi Cái tầm này thì mình đang nắm giữ đi Thì cổ phiếu nó trả điểm rất là Thị trường trả điểm rất là tốt Thì mình theo dõi thêm chứ đúng không? Cứ, cứ mua mua bán bán Rồi Đấy, Nhà đầu tư Cứ bị Lại nó luộc thôi Cứ luộc Đi luộc lại Luộc đi luộc lại Bắt đầu nó ép cho bán Hùng đỏ xong bắt đầu lên lên trên vùng xanh rồi bắt đầu các ông lại FOMO. FOMO thì mua vào, mua vào xong rồi lại úp, đấy cứ xào đi xào lại của nhà đầu tư. Năm nay tôi đánh giá là chính đội lái đánh lướt sóng cũng nhiều, đúng không? Chính đội lái đánh lướt sóng cũng nhiều. Có thể đánh thốc trong một thời gian năm 2020 2021, nhưng mà đến cái giai đoạn mà cuối năm 2021 đầu 2022 thì nó đánh lướt sóng rất là nhiều, đúng không? Lướt sóng rất là nhiều. Khiến cho nhà đầu tư nào mà cứ mua xanh xong lại bán đỏ thua thiệt rất là nhiều. thua thiệt cực kỳ nặng nề luôn có những nhà đầu tư mà uh, tham gia vào thị trường khoảng một hai tỷ trong mình đánh có khoảng vài tháng thôi uh, chia đôi tài khoản luôn uh, chia đôi tài khoản luôn rất là khổ rất là khổ thương đấy, cái lúc ăn thì chả dám cầm mà lúc uh, nó giảm thì lại cứ bán tông bán tháo đấy khổ như vậy đấy uh, uh, g rồi ssc kbc kbc uh, kbc hôm nay tăng khá là tốt 5,11% đấy cứ thể hiện như này là ổn này uh, cứ thể hiện như này thì là ổn nhưng mà vẫn chưa đạt điểm mua đâu nói chung những dòng này vẫn chưa đạt điểm mua đâu. bạn nào có thì giữ thì ok nhưng mà chưa đạt điểm mua của tôi tôi thấy chưa nó chưa đạt đâu ita ita hôm còn tăng trần cơ Đấy, những cổ phiếu như khỏe khỏe như này thì mình theo dõi này các bạn xem những cái khối lượng này. thấp này tăng trần khối lượng rất là thấp như là đến cái vùng này là ít nhà đầu tư người ta còn lôi hàng ra, ra bán nữa rồi ông nào ông bán thì đã bán hết rồi ông nào mua ông nào Uh, tham gia mua thì người ta cũng chỉ lấy vị thế thấp cho nên thấy khối lượng cũng rất là thấp nó lãi chỉ có dành một phần tiền nó đánh lên là tăng trần thôi đấy ita đầu phiên hôm nay cũng căng thẳng chứ đúng không mọi người hôm nay rất là căng thẳng rất là nhiều nhà đầu tư cũng căng thẳng uh, nam long nó đẻ giá như vậy ai ai mà cứ nhìn bảng tâm lý sẽ khác ngay uh, những cái lúc mà mình đã xác nhận là nhiều khả năng là thị trường nó sẽ có nhiều hồi rồi thì mình đợi cho nó hồi đi có ông nào cứ nhìn ngó xong rồi lại bảng chốc một lại nhìn bảng chốc một nhìn bảng đặc biệt là lúc sáng nay thì tôi nghĩ là mọi người sẽ rất là căng thẳng bạn các bạn nào mà đầu tư lâu thì người ta sẽ biết là à thị trường nó sẽ có nhiều hồi thôi kệ thôi để cho tài khoản nó nó nào xem kết phiên hẳn như thế nào nó kết phiên hẳn như nào mày úp thì mày úp đi cùng láo là mình cổ đông chung và dài hạn đấy còn ai mà cứ nhìn bảng suốt ngày ngày cái tâm lý của các bạn sẽ bị áp lực cực kỳ nặng nề nhìn bảng nhá gồng lời cũng không gồng được đâu gồng lợi không gồng được chỉ gồng chỉ sợ là ngày mai nó có tăng nữa hay không hay là uh, gì đó còn gồng lợi, nhìn bảng thì lúc cái lỗ uh, uh, 5-7% thì không chốt đâu nhưng mà khi mà lỗ đến 10-20% ức chế và áp lực gồng ghép rồi bắt đầu đến lỗ 20% 30% bắt đầu cắt nhắm mắt cắt vừa cắt xong thì loại tăng trần đấy <laughs> ví dụ như Nam Nong hay là con ITA vừa rồi ông nhắm mắt ông cắt thì lỗ khoảng tầm 20% được á thì lại là lúc đấy lỗ tăng trần đó có thể đầu viên hôm nay tôi đánh giá cái áp lực bán nhiều như vậy có thể là xảy ra trường hợp có nhiều nhà đầu tư bị comorbid đấy nhá nam long rồi. hôm qua phân tích mọi người rồi mà tỷ lệ nhiều nhà đầu tư bị comorbid rất là cao Mình cố mà ép xuống mà. nhiều cổ phiếu nó bị ép xuống thì nhiều nhà đầu tư bị comorbid nam long tăng bốn sáu mươi tiếp tục theo dõi nhé đây là những cổ phiếu mang tính chất cơ bản mà còn điểm mua thì sẽ không 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 nghị mọi người tham gia mua giai đoạn này. Giai đoạn này mua nó chưa được ổn cho lắm. Những cái mã mà tôi khuyến nghị mọi người mua hôm qua ấy, đúng không? Khuyến nghị mua hôm qua thì đấy là đều là những cái như trên YouTube hôm qua ấy, thì tôi có phân tích đấy. Đấy những cái mã mà tôi đánh giá nó về những hỗ trợ và mua tôi đánh giá lại tỷ lệ an toàn cao rồi tôi mới phân tích mọi người. Còn Nam Long thì mang tính chất cơ bản thì mình phải đợi cho điểm mua nó cho tốt một chút nhá. Ok, sóng bất động sản mọi người muốn hỏi mạng ngành nào bình luận phía dưới. Sang banh đi, Techcombank. Techcombank thì bây giờ chắc đang bị ăn chửi rất là nhiều rồi, không phải bàn nữa. Đấy, kể cả quốc dân thì quốc dân mà cứ đánh kiểu này thì bị ăn chửi và thậm chí là người ta nhà tư ta cũng không chịu được người ta lôi ra người ta bán thôi. Ông đánh lom do mày tăng thì trả được bao nhiêu mà giảm thì rất là mạnh, đúng không? Giảm rất là mạnh. Giảm thì lúc nào phải đi đầu, tuy có thể là không giảm 5 10% đâu nhưng mà giảm cũng là giảm đi đầu, tăng trả tăng được bao nhiêu tăng tính theo ly li theo lai like. à, thì ly li theo lai like. mệt lắm cho nên những cái cổ phiếu này các bạn cứ phải đợi cho nó vào trận hẳn dòng tiền thông minh nó xác nhận nó tham gia lại nó có đủ hàng đi đã sau bắt đầu mình tham gia sẽ có những cái nhịp mà tôi cho mọi người tham gia đánh mạnh đánh tiền lớn của con, tây con banh này cho đỡ tích lũy đủ đi nhá chưa vội tham gia đâu vb bank này vì bank này thì là tham chiếu có như này thường thường cổ phiếu mà khi mà có những cái nến đảo chiều như cái phiên ngày mùng 7 tháng 4 này thì cũng rủi ro đấy mọi người nên cho nên là nếu mà các bạn muốn tham gia cổ phiếu này thì tôi nghĩ là bây giờ thời điểm này chưa phù hợp đâu chưa phù hợp đâu banh thì tôi cũng không khoái lắm bởi những công ty banh này thì khá là thích ở những vùng nền này, hỗ trợ này nhưng mà nó lại gặp cái nến đảo chiều này thì phải mất thời gian nó xử lý Đã, mất thời gian xử lý mà cái những cái kênh các bạn xem những cái, cái nến bán Đã, đa phần là nến đỏ này khối lượng khá là lớn Đã, khối lượng khá là lớn này để theo dõi thêm đi còn lại theo dõi thì phải tích lũy một thời gian nữa Đúng không? Một đánh kiểu như này tôi nghĩ phải tích lũy tầm 3 năm phiên Chứ không phải tích lũy nhanh được đâu STB STB tăng 1,79 phẩy Bắt đầu ok rồi Bắt đầu tiếp, cho con, con này vào lý theo dõi đi Bắt đầu tạo cái mẫu hình hai đáy rồi Đúng không? Tạo cái mẫu hình hai đáy rồi Theo dõi thêm thời gian tới Bắt đầu xử lý xong cái vùng mà Vùng mà 32, 33 đấy Và xử lý xong cái vùng đó thì bắt đầu mình tham gia cái trận sau nhá cho hẳn nó xử lý xong cái vùng 3233 đi nha xử lý xong vùng 3233 mình vào vẫn ok bởi vì lên từ cái vùng mà tầm bây giờ là vùng 3135 thì vùng 3233 nó có một vài like thôi cho nên mình một vài phần trăm thôi cho nên mình đợi cho nó xử lý xong rồi mình tham gia nhá xử lý thọng xong mình tham gia để nếu xử lý ok rồi thì mình mới tham gia OCB OCB có một phi test cung khối lượng rất là thấp này thì hy vọng là sẽ có những cái nhịp tạo đáy xong đi lên đấy phải theo dõi thôi đóng banh phải theo dõi đi MBB đang không một phẩy chín con này cũng giống con vi vi thôi nhá để theo dõi thêm nó phải tích lũy thêm nó dài đấy tích lũy dài để đánh kiểu mẫu hình này cho tích lũy dài đấy, đấy. ok dòng banh thì hy vọng là thời gian tới mà khi sau khi những cái cổ phiếu mà trụ như FPT, MBG hay MN nó tăng hết biên độ đi thì dòng banh nó ít nhiều nó cũng có nhịp tôi nghĩ năm nay dòng banh nó sẽ có một cái nhịp cũng biên lợi nhuận khoảng tầm 20 mươi ba mươi phần trăm mà các bạn mà khi đó tích lũy xong rồi thì cũng có cái biên lộ như vậy nhưng mà nếu mà để mà đánh trong năm nay mà đợi dòng bất động sản mà nó tích lũy xong ăn bất động sản nó ngon bất động sản nếu nó không ảnh bị ảnh hưởng những yếu tố mà kính kinh tế chính trị hay là những cái chính sách mới về những vấn đề thuế đất cát cái thứ thì tôi nghĩ bất động sản vẫn là những cái sóng rất là khỏe của thị trường trong nhiều năm trong nhiều năm chứ không phải là một vài năm đâu khi mà thị trường cổ phiếu nó vẫn còn tốt thì Thị trường nhà đất vẫn chưa bị kiểm soát quá nhiều hay là tăng thuế má thì bất cổ phiếu bất động sản sẽ là những cái cổ phiếu rất là ok nhá. Đó. Banh thì như vậy đi nhá, banh thì BID sao nào? BD tăng 1,1. Con này thì các bạn uh, chưa nên theo dõi vội. Ở đây phải tích lũy dài BD với công banh. Công banh dòng trong giai đoạn tích lũy rồi nó vẫn có cái vùng gáp trên này Thì sớm muộn gì nó có nhịp Nó lên nó lớp gáp Nhưng mà điểm mua thì chưa đạt à, Điểm mua thì ông này có tích lũy thêm à, Đang tạo cái Và cái xu hướng của nó vẫn là xu hướng uptrend Đỉnh sau cao đỉnh trước Và đang tích lũy Đang gọi là về những vùng hỗ trợ à, Cứng thì bắt đầu đang tích lũy trở lại à. Việc có banh thì Các bạn thỉnh thoảng các bạn vào các bạn ăn sổi Chút thôi chứ Đầu tư thì khóa lắm mọi người vì công banh nó to quá TV Bank tăng 5,12% trái điểm phiên ngày hôm qua gần như trái điểm phiên ngày hôm qua TV Bank một trong những cổ phiếu mà tôi đánh giá cũng đánh khá là sốc ấy đúng không? cái biên độ của nó lớn quá Các bạn xem cái giai đoạn trước mà khi tôi cho mọi người con tham gia con TV Bank ở cái giai đoạn ngày ngày 19 tháng 1 nữa tham gia con TV Bank ngày 19 tháng 1 đấy thì sau khi nó tăng chân nó tăng tăng chân được một phiên nó lên trên vùng đỉnh này các bạn đã, cũng rất là nhiều bạn ăn tích công ba vừa tạo một cái đỉnh đầu tiên nó tạo cái đỉnh thứ hai nó giảm rất là sâu nó giảm giảm rất là khủng khiếp trong bắt đầu mới lại tạo đỉnh con này đánh sốc nó vào cái nhịp này cái nhịp này. tôi đánh giá cũng khá là nước rút của nó chứ nó đánh khá là sốc nó cứ tăng giảm biên độ rất là lớn của con TV bánh khối lượng dòng tiền và mẫu hình bây giờ dòng tiền của nó đang đẹp nhưng mà cái mẫu hình của nó chưa đạt lắm cho nên những cái cổ phiếu như này thì khuyến nghị mọi người theo dõi thôi chứ không có tham gia bắt bớ những cái cổ phiếu như này Ok banh xong đi Dầu nhá Dầu thì BBS thì um, Nó về những vùng hỗ trợ cứng này là Phản ứng là chuyện rất bình thường Đó. nghĩ hôm nay nó có nhịp Nó nhúng giảm sâu sâu Còn tầm gần sàn đấy các bạn tham gia bắt bắt Hôm qua BBS là những cổ phiếu Mà tôi cũng mọi người có thể tham gia đúng không? Nó về những vụ chứng cứng này cổ phiếu cơ bản thường thường nó sẽ phản ứng rất là mạnh đấy. đấy. hôm nay nó có giá đỏ đâu, có đúng không? Có giá đỏ. Cuối phiên tăng 3,11%. BR. Ừ bắt đầu dầu nó tạo đáy trước rồi nó giao dầu tạo tạo đáy trước thị trường chung nếu mà thị trường chung nó đang nó sẽ ở xu hướng mà sideways up thì, thì tôi nghĩ dòng dầu khí sẽ là những cái dòng rất là ok nhá nó tạo đáy trước rồi thì sớm muộn thì, thì nó nếu tạo đáy xong mà mẫu hình dòng tiền nó không vi phạm nhiều thì nó sẽ là những cái dòng mà mà sẽ có nhịp thôi để oil này cũng tăng ổn oh, không oh. bắt đầu xu hướng là tạo đáy rồi Đấy, nó đánh khá là giống cái dạng này, này và đáy sau cao đẩy đấy sau thấp bên này trước rồi mới tạo cái xu hướng đáy bây giờ là hy vọng là sẽ bò bò dần lên bò bò dần lên đấy, các cái chỉ báo các thứ là đa phần là chỉ báo về mua rồi về những bộ trợ cứng rồi, chỉ báo mua rồi mới đây chỉ vùng giai đoạn này các bạn thích thì lấy vị thế thôi chứ còn để mà điểm mua chuẩn nữa thì vậy phải phải đợi nhá đợi nhá dầu năm nay tôi nghĩ cũng có nhịp phải... giá dầu nhưng bây giờ đang ở vùng một trăm linh sáu thì phải Đó, không thủng mốc một nghìn một giá dầu cái câu chuyện mà của thị trường nga và ukraine tôi nghĩ nó không không dừng lại ở đây đâu với quan điểm cá nhân tôi thì khi mà vấn đề mà mỹ nó dồn rất là nhiều tiền và ukraine phản ứng mạnh mẽ như này thì nó muốn mỹ à, mỹ và các cái nước châu âu nó muốn nga sẽ chịu ảnh hưởng rất là nặng nề bởi yếu tố mà vừa là kinh tế là chính trị nó sẽ phải khiến cho nga phải chôn chân ở đây nó chôn chân như kiểu mỹ chôn chân ở afghanistan và chôn chân ở iraq tốn rất là nhiều tiền của trong cái chiến dịch khủng chống khủng bố nó tất nhiên thì nhiều bạn sẽ nói là uh, Mỹ chỉ chơi với những cụ, uh, cái, cái nơi mà dầu mỏ giống biết như thôi, Nhà, chính trị thì mình chỉ biết thế thôi. Uh, mỗi người một quan điểm mà. Đúng không? Tôi nghĩ là uh, Mỹ và phương Tây nó sẽ khiến cho Nga phải bị trôn chân ở Ukraine ấy để khiến cho nền kinh tế và các yếu tố mà quân sự nó bị um, thiệt hại nặng nề. nhiều yếu tố nó bị thiệt hại nặng nề. Nó phải trừng phạt các thứ đủ kiểu để cho nước Nga phải suy yếu. Đấy. Và nó sẽ um, tôi nghĩ Ukraine là, nếu mà nga không 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 dứt điểm nhanh không không dứt điểm nhanh thì sẽ khiến cho nước nga nó bị gọi là xa lầy xa lầy vào cuộc chiến cho nên giá dầu thì chắc là không đến mức mà nó giảm quá sâu cứ quanh từ vùng 90 lên 120 là điểm để có những lúc mà khủng hoảng mà khi mà đến tháng 6 hay gì đó mà kết thúc cái yếu tố mà ông Mỹ ông hết nhập khẩu dầu của Nga nữa rồi thì hết cái hợp đồng đó. Thì lúc này giá dầu có khi lại làm một cái trận nữa không? À, làm một trận nữa ok dòng dầu khí như vậy đi nhá dòng dầu khí như vậy đi bây giờ chỉ gọi là những cái nhịp mọi người tham gia mọi người tham gia bắt lấy vị thế thôi. còn để mà muốn mua để mà tỷ lệ win cao thì các bạn phải cân nhắc các bạn đợi thêm nhé các bạn đợi thêm Bởi vì nó gãy khá là sâu rồi thì mình nó về những vùng hỗ trợ này thì cái kịch bản mà ngắn hạn thì cho cho mọi người đánh ngắn hạn rồi Có đâu là giữ dài hạn thì ông phải tuân tuân thủ theo cái quy tắc dài hạn nó là phải đánh hết cái chu kỳ của nó còn ngắn, ngắn hạn là là, là là cho chốt lời rồi đúng không cho chốt lời rồi dầu khí bvs này bvc gì đó thì kịch bản ngắn hạn mình phân tích rất là kỹ ở, ở video youtube rồi đúng không? như bvc chẳng hạn ngày test vùng đỉnh thì các bạn tranh thủ các bạn bán ngay đó đấy thường thường cổ phiếu nó sẽ tạo có xu hướng hai đỉnh về vùng hỗ trợ này tạo xu hướng hai đỉnh xong bắt đầu là các bạn lôi ra các bạn chốt lời chuyện rất là bình thường đấy PVC hôm nay tăng yếu hôm nay tăng có 0,95 thôi ừ. giảm đầu phiên giảm khá mạnh tăng 0,95 con này thì đánh kiểu gãy sâu như này thì nó sẽ phải tích lũy lâu đấy mọi người sẽ tích lũy lâu đấy nhá nó có thể vòng lên test cái vùng mà tầm 24 26 đấy quanh quanh xong vùng đấy nó tạo cái vùng hai đỉnh xong rồi à, tạo hai đáy ba đáy xong rồi có thể nó lên một, một mới đấy nó sẽ phải đợi lâu đấy cho nên mình cũng phải đợi nhá bạn nào mà chưa muốn mua chưa 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 muốn giải ngân thì các bạn phải đợi đi nhé cho đợt tạo đáy cho xong đi BBC BVS và BR vậy đó. BR thì nó cũng khá là gần đỉnh hơn con này mà đánh mà xử lý cản xong cái vùng mà xử lý cong cái vùng 2740 thì ổn banh chứng thép 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 thì vẫn đang trạng tích lũy test cung này đúng không? bắt đầu có một cái nến đẹp đẹp rồi test cung này thì hy vọng mà thời gian tới sẽ hồi lên có dòng tiền nữa bây giờ phải đợi cái dòng tiền HBG cổ phiếu cơ bản Nam Kim, Nam Kim có một phiên tay công khá là đẹp thì thường thường ngày mai có phiên này thì có thể ngày mai nó sẽ tăng tăng điểm thêm, tăng điểm thêm về lớp gáp rồi này, về lớp gáp rồi này, về lớp gáp xong, đúng không? Nó đúng rồi về lớp gáp rồi có cái cáp con con đây thì về lớp gáp rồi về hỗ trợ rút chân lên, khá là bài bản. TLH nào, nói chung dòng thép thì mẫu hình dòng tiền nó cũng chưa đẹp lắm. Bây giờ thị trường bây giờ có cái đội mà độ thủy sản đấy đội thủy sản như kiểu ISM này đúng không? tăng tốt ở năm phẩy không chín đội này là những cái đội mà cái nhịp hai nhá tạo cái đáy hai các bạn đánh cái nhịp hai cũng được còn ISM này tôi có phân tích trên YouTube là nếu mà nó về vùng cái lớp gáp này thì các bạn có thể tham gia mua nhưng mà nó không lớp gáp khỏe quá bởi vì sắp báo cáo tài chính cho nên là cái đội này nó khỏe Sắp báo cáo tài chính ra rồi thì bắt đầu đội nó khỏe nó đón báo cáo tài chính luôn có khi có khi là sau cái báo, báo cáo tài chính nó quay trở về lớp gáp thôi mọi người CMX CMX thì bạn nào mà đang kẹt thì gặp vùng kháng cự này các bạn cứ chốt ngắn ngắn một chút cũng được nữa. GMD GMD tăng trần luôn khỏe quá đấy nên cổ phiếu này là những cổ phiếu mang tính chất cơ bản tốt này báo cáo tài chính tôi tôi nghĩ sẽ rất là ổn này à, à. Không vậy hai phẩy năm banh chứng thép dầu khí bất động sản đầu tư công đi à, đầu tư công C4G Ok C4G 2,0200 tiếp tục theo dõi nhé mọi người tiếp tục theo dõi đây. nó bị gãy như này có khi phải tích lũy lâu đánh mẫu hình gọi là gãy lên rũ nhỉ HHV chưa đạt để mua đâu HHV test cùng này Đó. <laughs> có khi là không 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 đánh về xuống dưới này đâu test đáy um, trung hạn xong rồi đúng không có thể test đáy trung hạn xong rồi đây đáy này nó còn chưa thủng này đáy này còn chưa thủng đáy um, ngày 24 tháng 2 còn chưa thủng đúng không? 2265 Giá thấp nhất của nó 2280 thì nó đánh như này thì có thể tích lũy đây là có, có thể là xong Nếu mà thị trường chung ổn có tích, tích lũy tích lũy xong Và nó tạo đúng cái chu kỳ khoảng tầm 3-4 tháng của nó vào cái trận mới của nó Thì cái nhịp sau rồi, nhịp này là cái nhịp rất là khỏe Và các bạn có thể tham gia được nếu mà đạt điểm mua mọi người nhé VCG Đấy, hy vọng thôi Đấy, VCG này Nên Như vẫn chưa thủng đáy trung hạn là 40 à, 40, chưa thủng 40 chưa thủng đáy trung hạn mọi người nó không đánh kiểu ghế nền rũ nó chưa chưa đáy thủng đáy trung hạn nhưng mà nó cũng về cái vùng nền này rồi phải phải đợi thêm nhá đợi thêm đi PCG tăng 2,32% LCG LCG là những cổ phiếu mà mọi người nên cho vào list theo dõi nhá nên cho vào list theo dõi để theo dõi và các bạn tham đầu tư trong thời gian khi mà giống đầu tư công tốt thì các bạn là những cổ phiếu mà các bạn cho vào list theo dõi các bạn bạn mua và nắm giữ trong thời gian thời gian tới khi mà có sóng đô tư công nhá fcn cũng vậy nhá nếu cổ phiếu nó thể hiện khỏe như này thì các bạn mình nên theo cho mình đi theo dõi ksb đúng không? ksb hôm nay giảm khá là sâu này đúng không gãy vùng trận vùng, vùng, rồi giảm khá là sâu cuối phiên tăng được 2,42% thì anh cái mẫu hình này thì cũng phải tích lũy lại thôi tích lũy lại thôi bởi vì nó gãy vùng nền này thì bao giờ đợi đạt thì mua thì mình sẽ khuyến nghị mọi người tham gia ví dụ các bạn nào bắt mà lấy vị thế thì sáng ngay sáng nay giảm gần sàn thì các bạn có tham gia bắt con KSB à, KSB đấy gọi là đánh lấy vị thế thôi còn các bạn muốn đánh mà vào cái nhịp nó lên ăn luôn của nó thì phải đợi cho nó phải đạt đi tôi thì tôi cũng không thích bắt rau rơi lắm đâu thành thật mọi người bắt rau rơi thì tham gia bắt vui thôi năm mười phần trăm chứ còn nếu mà đánh to đánh lớn thì hay thích đánh theo kiểu giống giai đoạn mà tôi khuyến nghị mọi người đánh con BVS ấy. đấy đánh mạnh luôn đánh mạnh mạnh luôn đánh vùng nền đánh mạnh luôn và đợi khi mà cơ bản tốt kỹ thuật tốt đấy ánh phát ăn 40 phần trăm luôn đúng không? 40 phần trăm luôn đánh đánh là phải đánh những cổ phiếu như vậy đấy, ngay cả oi là 16 50 này đó. 16 50 mua 16 50 ăn, ăn rất là lớn bạn nào mà không chốt lời thì bây giờ thì lại đang hòa đúng không bây giờ đang hòa bạn nào chốt lời rất là nhiều bạn chốt lời đa phần là chốt lời hết rồi đa phần là chốt lời hết rồi bởi vì nếu mà các bạn cầm dài thì cũng, cũng chả phải nghĩ gì đâu nhưng mà uh, cũng nên chốt lời Đó thời tới khi mà thấy cái biểu hiện mà trong nhóm đúng không? trong nhóm này trong nhóm khuyến nghị mà tao thấy nhiều bạn đánh ngắn quá thì khả năng từ bây giờ là tôi sẽ cho mọi người tham gia đánh ngắn đánh, đánh ta ngắn thôi chứ không có khuyến nghị mọi người tham gia cầm dài nữa cầm dài mọi người không cầm được đâu. thành thật mọi người không cầm được cho nên sẽ không khuyến nghị mọi người cầm dài nữa và đánh ngắn thôi cứ đặt target khoảng tầm 20-30% là sút, chốt, ăn thế thôi nếu mà vi phạm mẫu hình dòng tiền vi phạm phân tích kỹ thuật kể cả ông này sóng khỏe đâu vi phạm phân tích kỹ thuật bán luôn đó, bán luôn không phải nghĩ nhiều vi phạm phân tích kỹ thuật là bán ok nhá đấy nhất uh, quyết định là như vậy đi đấy, oi, cũng nhiều bạn bị mất lãi like. à, một một vài bạn hôm qua anh vũ anh có giữ, gửi danh sách cho tôi được có 5 bạn có đang cầm oi năm sáu bạn đang cầm oi uh, oi cầm chung và dài hạn thì ổn xu hướng vẫn là xu hướng uptrend mọi người nhé đấy đỉnh sau cao hơn đỉnh trước này thì điểm mua thì cũng phải đợi thôi nhé điểm mua là đợi thôi ok à, đấy cổ phiếu mà các bạn quan tâm các bạn muốn hỏi mã ngành nào các bạn bình luận phía dưới vre này cổ phiếu mà tôi có phân tích mọi người này, nếu mà xét về yếu tố chung và dài hạn nữa thì vre là một trong cổ phiếu mà mọi người hoàn toàn có thể lấy vị thế để mà các bạn cầm cho chung và dài hạn bởi vì là nó thứ nhất là về vùng chiết khấu khá là tốt rồi thứ hai là những cái vấn đề tín hiệu tích cực khi mà hết dịch giã thì, thì, thì con này là một trong những cổ phiếu mà đánh tiền to đánh tiền to thì các bạn không sợ khi mà vào những cổ phiếu như này nó vào cổ phiếu đánh tiền to đang ở giai đoạn tích lũy này khối lượng thấp là giai đoạn tích lũy mọi người nhé đây là cái giai đoạn lấy vị thế còn các bạn muốn mua con VRE này thì các bạn có thể kiên nhẫn đợi nó đúng vào cái nhịp mà mình ăn cái nhịp nước rút của nó cũng được mình bỏ qua khoảng tầm năm bảy thì mình bỏ qua cái vùng đó đúng không bỏ qua vùng năm bảy phần trăm cho nó xử lý cản xong xuôi một chút và vào cái xu hướng dòng tiền và mỗi nó tốt hơn lúc này mình tham gia còn đâu đấy đây giai đoạn này chỉ là vị thế thôi còn xét về yếu tố cơ bản thì nó ổn rồi đúng không? cơ bản thì tương lai hay là um, kỳ vọng của nó thì rất là ok rồi đúng không kỳ vọng đấy, cho nên là các bạn đầu tư nên kết hợp với phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản mọi người nhé ok các bạn muốn hỏi mã ngành nào các bạn bình luận phía dưới nhé có gì tôi sẽ uh, tối hoặc sáng ngày mai tôi sẽ trả lời mọi người ok rất là nhiều mã ngành trên thị trường